Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là Luckman L550. Đây là một trong những dòng âm ly rất nổi tiếng của hãng Luckman Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng pha tí ánh hồng, hơi vàng nghe các bạn. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và rất đẹp luôn bạn. Tất cả các chức năng mình đã test hoàn toàn hoàn hảo, chữ nghĩa là còn rất sáng rất mới. Dòng Luckman 550 được sản xuất vào năm 1981 với giá xuất xưởng rất cao, 250.000 yên, made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và công suất tiêu thụ là 310W. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 50W. Đây là dòng âm ly chạy thuần lách A nghe các bạn. Với công suất ra mỗi loa là 50W là rất rất lớn nghe các bạn. Nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass 30cm, thậm chí 40cm thì Luckman 550 này đánh rất tốt. Chất âm của dòng 550, tiếng bass rất mềm sâu, mid treble sáng ngọt ngào, chi tiết phù hợp nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Dòng này với kích thước chiều ngang là 45,3cm, cao là 17,4cm và hậu sâu là 46cm, và cái máy nặng là 21,4kg. Tất cả các chức năng của máy, volume cầm rất chặt tay. Ở đây nó có bass treble có tổng cộng 9 tầng chỉnh tùy theo chức năng các bạn. Ví dụ mình tăng cho bạn bass mà tăng rất mềm sâu, rồi giảm rất rõ rệt ha. Lòng tôi như đang cũng có 9 tầng tăng. Rồi tăng lên cho bạn. Như bao rất khác biệt ha. Giảm. Rồi. Giảm. Sắp sinh lên nhịp game là thang. Hai cớt chạy cao. Ứng vào mono, nhạc ra stereo. Dòng này tích hợp thêm cái mạch linear equalizer. Đao tiêu, tiếng sẽ sáng hơn. Up tiêu, tiếng sẽ đậm hơn. Đó. Các rhythm sẽ dịch đi theo. Ứng vào mono, nhạc ra stereo, ngõ vào có tổng cộng 5 đường. Tuner, AUX 2 ngõ phono. Và phono run ha. Phono run là khi các bạn ứng vào phía trên đây đó thì các bạn chỉnh ở đây ha, phono run. Còn 2 ngõ phono 1 2 là ngõ vô sau và đường AUX. Rồi. Phone run, các bạn có thể phone run, các bạn có thể sử dụng là phone try, sau đó đèn cho nên sẽ sáng nghe các bạn. Ở đây đường tép monitor và đường recorder tất cả đều có đèn ha. Rồi ở đây đường tép ba lăng này, phải trái, ở đây là muting. Rồi rồi mình quay cho các bạn xem hộp gỗ của nó là vỏ gỗ zin theo máy, còn rất đẹp. Ở trong sắt là hai lớp nha các bạn, còn bụi thôi các bạn. Ở đây là bên trái cũng còn rất đẹp, mà cạnh nó còn rất đẹp ha các bạn ha. Rồi bên phải cũng vậy, rất đẹp. Ở đây có một cái tem là Luckman L550. Mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Rồi các bạn nhìn tổng thể mặt sau của con này còn rất mới nè các bạn. Thông tin là Luckman L550 Stereo Interlay Amplifier Luckman Corporation Osaka, Japan. Dòng này được sản xuất Osaka, Nhật Bản. Số series 5194 đuôi. Ở đây có hai đường phono 1-2, điểm tiếng mát. Tất cả các giác RCA là còn rất vàng, rất mới nè bạn, đẹp luôn các bạn. Đường AUX Tuner, Tep 1, Tep 2, Red Line ha. Ở đây có đường Real Manning, các bạn sử dụng như một cái rìa, một cái bao, các bạn thì gắn súp đường rìa cũng rất tốt. Ở đây có một cái tem chứng nhận của hãng Luckman ha. Được đưa vào sử dụng vào năm 1998, tháng 12 năm 1998 này bạn, dù nó được sản xuất vào năm 1981. Bên này có một IC OLED với total là 600W, cho bạn thôi có nút cái nguồn phát phụ, nhận đầu CD giải mã lọc xì, thậm chí súp các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây nguồn zin và dây nguồn dính còn rất mềm. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa trở kháng từ 4 tới 16 ohm.
Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có thể kháng từ 8 tới 16 ohm. Ở đây có một line phase sensor. Khi các bạn cắm vào nguồn các bạn ứng tay đây, đèn tắt là đúng. Nếu đèn đỏ các bạn trở cầu điện lại cho mình. Cái line phase sensor này tác dụng là bảo vệ máy và làm cho chiếc anh trong trẻo hơn nha các bạn. Đó, tổng thể đến mặt sau cũng còn rất đẹp. Đây là một trong những dòng tiền đề cho những dòng âm ly cao cấp sau này của hãng Luckman. Được thiết kế ở sau là một miếng sắt và được sơn màu hơi ngả vàng nghe bạn, màu đồng. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc boro, nhạc vàng. Bên cạnh đó các bạn chơi giọng cao tiết hòa tấu rất hay nghe các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc để mình mở nội thất cho các bạn xem. Ở đây nó có phía dưới nó có những chức năng nghe bạn ha, reheating. Đó, tai phone. Đó, tường tép ha. Đó, ở đây là đường red out. Đường phono try nè bạn. Run á, hồi nãy các bạn nhìn ở đây là nó có một đường phono run. Đó là cái đường này nha các bạn. Rồi. Rất đẹp. Giờ tim tôi đang băng thành đá. Nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa. Rồi nhìn vào nội thất là các bạn sẽ thấy một tấm phô nè, rất lớn nè, nó còn tem ở trên luôn, hai tủ lọc nguồn rất to, ra to khủng luôn, nó nằm ở trong một miếng sắt này bảo vệ kẹp rất là chắc chắn nghe bạn, chống rung. Đây bom mạch tín hiệu phần rề nè, đây chiếc áp volume rất to nè, có cái đèn dành cho volume nè, tất cả được sử dụng linh kiện cao cấp nghe các bạn. Dòng này là một trong những dòng tiên phong của hãng Luckman, làm tiền đề cho những dòng sản xuất sau này, đó là sử dụng giải nhiệt bằng ống dầu nghe các bạn. Đây hai tặng giải nhiệt, dòng này được sử dụng là tấm nhôm nghe các bạn, màu trắng, bo mạch công suất. Ở trên có 4 sò và ở dưới có 4 sò, tổng cộng máy chạy 8 sò. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Bo mạch tín hiệu đầu vào, bo mạch công suất đầu ra. Dòng này chạy thùng lách A nên cũng tỏa nhiệt rất nóng nha các bạn. Và cái đặc biệt là các bạn biết lách A là các bạn càng nghe càng hay, càng nóng càng ngọt ngào càng chi tiết nghe các bạn. Bo mạch tín hiệu đầu vào nữa, chung ngóc ngách con này là không có điểm chê các bạn, rất đẹp luôn, rất mới. Rồi mình xoay sườn sắt hai bên cho các bạn xem luôn. Đó, bên trái sườn sắt cũng còn rất sáng nữa các bạn không. Ở đây có một bông mặt xử lý phần công suất, xử lý công suất này các bạn, tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Rồi sườn sắt bên phải là bo mạch tín hiệu đầu vào này bạn, cũng còn rất sáng ha. Ở đây là lâu ngày cái ốp gỗ úp vào nó sẽ có dính gỗ nghe các bạn, chứ không phải sét nghe các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất sang trọng nghe các bạn. Dù là một trong những dòng âm ly mà hãng Luckman sản xuất thập niên 80, đầu thập niên 80, nhưng rất đáng chơi, chất âm rất ngọt ngào, trong trẻo và cuốn hút nghe các bạn. Các bạn nghe nhạc trữ tình boro nhạc vàng rất hay hơn trong tầm tiền. Rồi sau đây mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc trữ tình. Một lời trên môi anh thôi, người ơi.
vui rồi. Thế nhưng em nhận lại gì đây hỡi anh? Hay câu chia lìa? Cả cuộc đời em đâu mong, mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Rồi, rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc ngắn. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model Luckman L550, mình về tình trạng còn nguyên kim nguyên bản và hoạt động hoàn hảo, hát tốt nghe các bạn. Đó, tất cả các chi tiết máy mình đã quay cận cảnh và test tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Máy bán ra mình vẫn bảo hành kỹ thuật 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng với giá rất tốt. Chỉ là 10 triệu 500 ngàn đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.